Hello, xin chào các bạn. Bây giờ Phạm Thâu Vlog đang có mặt tại giáo họ Cao Bác thuộc về giáo xứ Đền Thánh Mắc Trạch, thuộc về giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót Mắc Trạch. Giáo họ này đi vang hết rồi các bạn nhé, chỉ còn có 7-8 gia đình ở nhà thôi, chỉ còn khoảng độ trên 10 người ở nhà, chủ yếu là người già và phụ nữ. Còn thanh niên nam nữ thì đi học, đi làm ăn, xa quê rồi. Thế nhưng vì Covid, nhưng không vì Covid, tinh thần vẫn đón Noel và mừng Chúa Giáng sinh. Vẫn diễn ra bình thường. Và có khi lại còn đặt niềm tin mạnh mẽ hơn mọi năm. Mời các bạn, nhất các bạn xa quê, sao họ... các bác, anh em xem cảnh quê hương và cũng là chuẩn bị đón Chúa Giêsu Giáng Trần. Hôm nay là tối ngày 15, còn 9 ngày nữa thì rất là sôi nổi. Mời các bạn đi tham quan hang đá của giáo họ Cao Bác. Cũng còn đang làm các bạn nhé, chưa xong. Các bạn nha, giáo họ các bạn này người ở nhà đây. Đấy, các bạn này người, còn mấy người không đi nhà thờ rồi, còn có bạn này người đây. Giáo họ đã ít người chớ lại còn đi vắng các bạn, rất ít người. Thời buổi thị trường làm ăn cho nên anh em đi vắng hết, còn có mấy người ở nhà. Nhưng mà vẫn đón Noel rất là sôi nổi.
làm các hàng đá rất là đẹp, nhà thờ rất là sạch sẽ, khuôn viên đầy đủ. Mức điện trang hoàng là các ông các bác anh em vẫn còn đang đang lao động đang làm nhé, chưa xong. Thế nhưng mà mình quay cảnh để gửi đến các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Phạm Thâu Vlog để Phạm Thâu Vlog có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn tốt hơn. Nếu có điều gì làm không hài lòng, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại.